Xin chào anh em nhé. Đây sẽ là cái video mình test test game FIFA Online 4 trên máy con này này. Con này là con TinyPC ThinkCentre M710Q. Cấu hình hiện tại mình đang test đó là con CPU là i5 7500T. Đây các bạn có thể nhìn rõ hơn. i5 7500T. RAM là 8GB, bus 2400, DDR4, SSD thì dùng NVMe của Toshiba. Đó, con này thì nó chạy UHD graphics 630 và không có các rời. Đó, mình test khả năng chơi game online, FIFA Online 4 của nó nhé. Các bạn có thể nhìn thấy khi mà các bạn in game này thì CPU ăn gần như 100%. Đó, GPU con U7 sẽ là 750, nên là mình chưa thao tác gì cả. Sẽ là mình thao tác. Mình thì đang chơi ở chế độ chế độ hình ảnh nãy mình có chỉnh là rất thấp, nhưng mà giật kiểu này có vẻ như nó lại lên mình cao rồi, không biết là tí mình sẽ check lại cho anh em, quên mất không check ở ngoài trước hết trận nhé. Nhưng mà ok, tất nhiên là nó sẽ hơi giật giật một chút bởi vì là CPU đang lên đến 100%, nhưng vì là PC nên là tản nhiệt cũng như là cái hiệu năng của nó vẫn được đảm bảo mức độ nào đó. Không như laptop, như laptop mà như này thì chắc là giật tung chảo. Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes. Ok, và Bruno khá là ổn nhé. Nói chung nó chơi ở mức độ mình chấp nhận được thôi, chứ còn bảo là vượt mà như mấy con có các rời thì hơi khó. Đó, tại vì CPU nó ăn 100%. Không biết là với RAM 16 thì nó có đỡ hơn không. Nhưng mà hiện tại thì nó ăn 100% CPU và chỉ hết 7GB. Có lẽ mình sẽ làm một cái video test lại. Mình nghĩ là không, không liên quan đến việc là tăng RAM. Nó chỉ là cái này thôi. Vì CPU là có tính năng xử lý đồ họa khi mà không có các rời. Nhưng mà nói chung là khá là ổn, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh nó giật thôi, chứ còn về cái điều khiển cầu thủ ấy thì vẫn là ok, đúng nhịp. Trong khi mình test là 9 giờ tối nhé, bây giờ cũng không phải là mạng mẽo nó quá ngon cho việc chơi game online, thường là sau 10 giờ. Vậy đó, ui giời, cái khá là ổn nha. Ok, con PC này thì tại thời điểm mình đang quay video này thì cái cấu hình các bạn đang nhìn thấy nó là i5 8GB, SSD NVMe 256. Tiếp tục, cá sể. Úi xa. Sẽ đề phát sẽ nào, không được rồi. Casemiro.
Casemiro. Bên trong đang chấp chạy. Cơ hội để thực hiện pha tạt bóng. Với tình huống dứt điểm, thủ môn đã cản quá tốt. Nhưng bóng vẫn còn ở trên sân. Ok, hết trận rồi. Hết trận thì mình sẽ out ra và show cho anh em xem một cái cấu hình hiện tại. Mình nghĩ là rất thấp thôi, tại vì là đồ họa thấp thì nhìn nó hình như là nét hơn. Nó không biết được, tí check lại xem. Nói chung là con này để anh em chơi lúc rỗi rỗi cũng ok. Nó không được ngon như quán nét hay là những con PC to đây như con mình đang bật đây là con PC mình đang dùng thì nó mượt hơn nhiều bởi vì là mình dùng các rời của mình đang dùng là con Ronaldo một con RX trước mình dùng con 3060 cũng lập lắm thực ra là thực ra là 4 thì họ các lập trình viên thì hiện tại họ vẫn để là tầm gì nhỉ FPS là 60 FPS 60 nên là cái yêu cầu về phần cứng nó cũng quá là cao. Tất nhiên là có con rời nó vẫn ngon. Ui là không có. Nên là mình đã từng test trên những con laptop thì năm thế hệ 8, 9, 10 vẫn ok. Từ 11 trở đi dùng XE Graphics thì chơi là mượt luôn. Các bạn có thể tìm lại trên kênh YouTube của mình. Còn ngày xưa như là con 5410, Latitude 5410 năm thế hệ 10. Con 5480 là i7 i5 97 HQ thì chơi mượt luôn bởi vì có ai có thêm con rời nữa. Ăn. Đấy mình đang nói rồi là với con cấu hình i5 RAM 8 SSD 256 này thì tại thời điểm mình đang quay video này là ngày 7 tháng 8 này thì mình bán với giá là nói chung là tùy vào cái SSD mình lắp ấy. Cái nhu nếu mà mua vào SSD NVMe kiểu thông thường thôi, giá gọi là hàng bình thường ấy, hàng cũ hàng theo máy hoặc là hàng bóc từ laptop ra thì đâu đấy cái này mình chỉ bán với giá là 3 triệu và 3.3 đến 3.5 triệu. Đó, còn nếu mà các bạn nào mà mua con này để làm những cái việc mà cần gọi là ổ cứng loại tốt, tốt ở đây nghĩa là tốc độ cao, độ mới cao, rồi là cái rủi ro bị lỗi dữ liệu nó thấp vì là đời vì là ổ ấy ổ dùng ít ấy thay vì ổ dùng lâu rồi ấy, thì có thể là từ 3.5 triệu đến hơn. Cái đấy tùy các bạn nhu cầu các bạn. Còn muốn tối ưu chi phí thì mình có thể lắp con SSD 128 cộng một con HDD 500GB từ laptop. Thì ra cái con đấy mình thường là tặng anh em. Tính tiền còn SSD kia thôi thì nó chỉ rơi vào tầm 3 triệu thôi. Đó, 3 triệu cho một con mini PC gọn gàng như này. 40. Đấy, gọn gàng như này, nhỏ gọn. Đấy. Đá được FIFA Online 4. Khi đá được FIFA Online 4 thì những cái tác vụ văn phòng thì quá cần, quá là ok. Mình thường test được FIFA Online 4 cho nó dễ. Bản thân mình cũng chỉ chơi mỗi game này thôi, không chơi game nào khác. Và LOL thì thậm chí nó còn không dùng đến, không huy động đến các rời mấy. Những con như UHD 630 này thì cũng là thừa con LOL setting gọi là mình nghĩ là setting cao ok, mình thì không chơi LOL nên không dám chắc. Nhưng mà anh em mua laptop của mình từ những cái thế hệ trước thì thì đều nhận định như vậy. Và đương nhiên là những con TDPC này. Đây rồi. Bạn này về nhà mình sơn xúc xích ấy. Đây cho anh em xem cái workload này. 90%, 7000 GPU. Thế thì mình nghĩ nó đáp ứng thoải mái. Thực ra là nó một chiếc máy tính thường nó sẽ không full 100% trong một thời gian dài được, bởi vì như thế nó sẽ bị quá tải CPU ấy, nên là các lập trình viên nó cũng sẽ tối ưu được cái nguồn gọi là nguồn tài nguyên của máy, là phần cứng, nó chỉ dao động
cùng lắm đây là thì 95-96% trên EU đâu. Tối ưu, nói chung là tối ưu phần cứng. Ok, kết thúc tại đây 4-0 hơi hên tí. Chắc anh bạn ở nhà mình. Mình thì đã bình thường gà. Ok, đấy, ngắt một cái thì CPU giảm xuống 5%. GPU tương đối sẽ giảm. Nào, xem lại qua cái này nhé. Cấu hình nhé. Đây hình ảnh rất thấp. Độ phân giải ở đây là giải HD nhé, 1280 x 720, bởi vì là full HD nó phải là 1080 x 1080 x 1080 mới full HD. Như này chỉ là HD thôi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video.